Rồi chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube Tony Tool, chuyên mua bán đồ nghề bãi Nhật, Mỹ, Đức vân vân. Hôm nay em lên gồm có 34 mã hàng. Xin lỗi, 35 mã hàng. Trong đó gồm có các món như sau. Cần tự động, mỏ lết, kìm, kìm điện, súng xịt hơi, lục giác và một cây súng rửa xe, vân vân ha. Thì anh em liên hệ mua hàng thì vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937009 112, em tên Sang, hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha. Cảm ơn anh em. Thì anh em vui lòng bấm vào cái phần tiêu đề ha. Trong phần tiêu đề em có mô tả chi tiết về cách thức giao dịch, về chuyển khoản, về ship code cũng như là địa chỉ, số điện thoại đầy đủ ở trong cái phần mô tả đó ha. Anh em vui lòng bấm vào xem để biết được cái phí ship hoặc là những cái đơn mà chuyển khoản hoặc ship code như thế nào ha. Rồi sau đây em lên mã số 1. Mã số 1 là một cái bộ vít đóng của Wera, gồm có 6 cây và một cái khay cắm vít ha anh em. Đó. Sáu cây. Thì đầu tiên á là một cái cây mũi dẹp nha anh em. Mũi dẹp ha. Thì vít đóng á, cái cây cái vít của Wera nó thiết kế như thế này. Ở cái phần chui ở cái dưới cái cán vít đó là anh em vừa anh em dùng búa anh em đóng vào ha. Hoặc anh em có thể dùng một cái đầu 1/4 anh em đưa vào để anh em trợ lực thêm ở cái mũi vít phía đầu ha. Hoặc là anh em dùng cờ lê. Đó, ở đây nó thiết kế loại 6 cạnh ha. Anh em đưa cờ lê vào anh em siết để trợ lực thêm ha. Để mở những cái con ốc mà nó bị rỉ, bị sét hoặc khó mở ha anh em. Đó. Thì cây mũi dẹp này nó có chiều dài là 24.5 cm ha. Tiếp theo là cái cây ba ke đó, phía chui dưới nè đó, anh em có thể cắm khẩu 1/4 vào ha. Xin lỗi, cái cần 1/4 vào. Đây là mũi ba ke BH2 ha. Cây này nó có chiều dài là 22 cm. Cây thứ ba là một cây ba ke BH1 đó, tất cả là ở phía dưới đuôi đều giống nhau nha anh em. Cây này nó có chiều dài là 19 cm. Cây thứ tư là một cây mũi dẹp nha anh em, mũi dẹp đó. Chiều dài của cái cây này là 22 cm nha. Cây thứ năm là một cây mũi dẹp nha. Đó. Chiều dài của cây này là 20 cm. Và cây cuối cùng là một cái cây mũi dẹp luôn nha. Thì trong bộ này gồm có 4 mũi dẹp và 2 mũi ba ke BH1, BH2 ha. Riêng cái cây nhỏ nhất dẹp này nè, mũi dẹp, nó phía dưới đuôi nó không có cái chỗ mà vị trí để anh em đưa cái cần 1/4 vào nha. Nhưng mà cái này anh em vẫn đóng được ngay cái chui này nha. Đó, vẫn đóng được nha anh em. Cây này là cây size ốc, là size nhỏ ha. Đó. Trong 6 cây chỉ có cây đó là khác biệt hoàn toàn nha anh em. Thì đi kèm với lại 6 cái vít này á là nó có một cái khay để anh em có thể cắm vít vào ha. Khi anh em sử dụng xong ha. Đó. Anh em cắm vào như thế này nha. Đó. Cái này bằng nhựa nha anh em. Đó. Nó thiết kế gồm có 7 lỗ ha. 7 lỗ thì trong đây mình có được là 6 cây. Đó, vị trí hai bên này là anh em bắt ốc vào vào tường ha. Đó. Chiều dài của cái khay cắm này là 18.5 cm đó anh em.
Còn chiều rộng đi ra là 8 sen nha. Một cái bộ sản phẩm mà vít đóng ha anh em. Đây cái mặt sau phía sau nè, nó mô tả anh em có thể dùng búa này không đó, impact nè đó, hoặc là dùng cờ lê trợ lực ngay vị trí lục giác ha. Đó, cái lỗi trong của nó thiết kế như thế này nha anh em. Đó, ngay cái phần chui nè, anh em đưa cái cần 1/4 vào ha để trợ lực thêm. Rồi, bộ này cộng sản xuất ở Cộng hòa Séc nha anh em. Cộng hòa Séc à. Đây, cái phần này là cái phần mô tả ở phía trong là nó có những cái chi tiết gì ha. pH 1, pH 2 hoặc là mũi dẹp bao nhiêu ly ha, nó mô tả rõ nha anh em. Đó. Rồi. Mã số 1. 6 cái vít đóng của Weda ha, hàng mới 100% nha anh em. Em đang để với giá là 1.700.000 nha. Rồi, tiếp theo mã số 2 là một cái set tool check ha anh em. Set này gồm có 39 chi tiết nha. Tool check luôn. Rồi, phía trong của nó nè. Thì tất cả là gồm có là một cây cần. Đây là một cây cần anh em gắn cái mũi vít vào ha anh em. Thì nó thiết kế rất là gọn, nằm trong cái hộp như thế này ha anh em. Đó, khi anh em lấy cần ra, anh em kéo ngay vị trí này nè, kéo xuống ha. Và anh em lấy cái cần ra. Thì cái cần này là cái cần anh em đưa cái mũi vít vào nha. Đưa mũi vít vào. Đó, quay ra ha. Gạt đảo chiều nằm trên vị trí này nha anh em. Đó, đây là một cái bộ góc hẹp nha anh em. Cái bộ này nó size nó rất ngắn nha. Chiều dài cái cần này chỉ có hơn 8 cm thôi nha. Hơn 8 cm. Đó, anh em sử dụng xong anh em đưa vào vị trí này ha. Và anh em đẩy cái này lên nè, để nó không bị rơi rớt ra ha. Thì đây là một cái nối dài ha. Nối vít 6.35 ly. Và đây là một cái cần. Cần anh em đưa mũi vào ha. Đều có 500 hết nha anh em. Đó, cái đầu mũi nó có 500 để nó giữ mũi ha. Rồi. Cái khay mà giữ vít này á là anh em mở ra là nó vuông góc 90 độ ha. Thuận tiện cho cái việc anh em lấy mũi ra một cách dễ dàng nha. Đó, rất là nhiều mũi ha anh em. Gồm có mũi BZ, mũi BH và mũi lục giác bông. Lục giác bông có lỗ và mũi lục giác luôn ha. Đó. Còn cái đầu này là cái đầu 1/4 nha anh em. Chân là chân 6.35 ly ra là 1/4 ha. Và 7 cái khẩu. Khẩu này là khẩu 1/4. Khẩu 1/4 nha anh em. Loại 6 cạnh ha. Con này con 13. 6 cạnh. Thì dàn khẩu á, là gồm có số 13, 12, 10, 8, 7, 6 và cái số 5.5 nha anh em. Khẩu 5.5 ha. Đó, 39 chi tiết nha anh em. Là tất cả trong đây ha. Nằm gọn trong một cái khay này ha. Chiều dài của cái khay cắm này tầm 17.5 cm nha anh em. Thiết kế rất là gọn nha. Chiều rộng là tầm 8 cm ha. 39 chi tiết nằm gọn trong đây. Mã số 2 em đang để với giá là 2.150.000 nha. Một cái bộ như thế này anh em có thể bỏ trong xe mình để mà sửa lặt vặt những cái chi tiết nào mà nó nhỏ anh em. Đó, đầy đủ đồ để anh em sửa chữa nha.
sản xuất tại Cộng hòa Séc nha anh em. Rồi tiếp theo em lên mã số 3. Mã số 3 là một cái set khẩu gồm có số là số 8 cho đến số 19 của Snap-on ha. Đây giới thiệu sơ trước cho anh em mấy cái khẩu lớn nha. Đây là khẩu khẩu 19 nha anh em. Mã của nó là FSM19 ha. 191. Đó USA ha. Khẩu 3/8 nha anh em, loại 6 cạnh. Đó, của Snap ha. Này là size ngắn nha anh em. Size ngắn ha. Rồi con này là con 18 nè. Đó. Sáu cạnh. Con 17 nè. Đó, cùng má nha anh em. Rồi con 16 nè. Ồ, FSM161 ha anh em. Có những con là nó ít xài nha anh em. Mấy cái đồ Snap này có những con bên Mỹ họ ít xài ha. Rồi con 15. Đây là con 15 nè. Và đây con 14 ha anh em. Còn đẹp hết đó nha anh em. Rồi 6 con còn lại. Là lúc nãy là giới thiệu là anh em là 6 con rồi ha. Thì đây là 6 con. Tổng á là cái bộ này gồm có là 12 con ha. Đây con 13 nè. Đuôi 3/8 nha anh em. Anh em lưu ý nha. Đây con 12 nè. Đó. Này con 11 nè. Con 11 còn mới nè. Có những con là còn mới chưa xài luôn nha anh em. Rồi con 8 và con 9 ha anh em. Hai con 8 và con 9 này cũng còn đẹp đang keng nha. Mới chát luôn nha anh em. Đuôi 3/8 hết nha. Đó. Rồi tổng là 12 khẩu nha anh em. Từ 8 cho đến số 19. 8 đến 19. Mã số 3. Em đang để với giá là 1,x triệu ha. Anh em muốn biết ít bao nhiêu á thì anh em vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại em gửi ở đầu clip ha. Tiếp theo, mã số 4. Là một cái cần 1/2 ha. Của Snap-on nha anh em. Cái này nó có cái mã là SNL80A nha. 1/2 ha. Đó. Tám mươi răng nha anh em, đầu 80 răng nha, răng nhuyễn ha. Đó, đảo chiều nè, răng nhuyễn á, kêu cái tiếng nó rất là êm nha anh em, nó tiếng nó rất là thanh ha. Đó. Rồi chiều dài, chiều dài của cái cần 1/2 này là 38 cm nha. 38 cm. Hoạt động tốt nha anh em. Không có vấn đề gì ha. Hàng đã qua sử dụng rồi nha. Có chày, có xước vài chỗ nha anh em. Đó. Còn cái lớp xi là còn sáng hết nha. Không có chỗ nào rỉ, chỗ nào xét nha anh em. Đó. Mã số 4.
Cái cần này em đang để với giá trên 3 triệu nha anh em. Tiếp theo mã số 5 là một cái cây cần 3 phần 8 nha, của Snap-on. Cái này nó có cái mã là FHD80. FHD80 ha. Cán màu tím nha anh em. Cán nhựa cứng ha. Đầu 3 phần 8, 80 răng luôn nha anh em, 80 răng ha. Nó cũng giống cái 1 phần 2 vậy ha, là răng nhuyễn luôn nha. Đó. Chiều dài của cây này là 21,5 cm ha. Đó, hoạt động tốt nha anh em. Những cái dòng mà đời mới sau này ha anh em, là dòng 80 răng ha. Thì cái loại mà 1 phần 2, ê xin lỗi 1 phần 4 và 3 phần 8 á, con ốc, hai con ốc này nè, hai con ốc bắt vào là nó sẽ nằm mặt này ha. Còn những cái dòng đời cũ là hai con ốc nó nằm mặt trên ha. Đó, em hướng dẫn để anh em phân biệt được là đời mới và đời cũ là cái kiểu của Snap-on nó làm khác ha. Còn riêng cái cây 1 phần 2 em vừa review á, là nó là size lớn ha, đầu 1 phần 2 cho nên con ốc của nó là sẽ bắt mặt trước nha, nó không có giống như là 1 phần 4 và 3 phần 8 nó bắt mặt sau này nha. Đó anh em lưu ý ha. À, xin lỗi, mã số 5, cây này em đang để với giá trên 2 triệu nha. Anh em cũng thông cảm tại sao em để cái ít phía sau những cái sản phẩm của Snap-on ha. Thì nó có một cái lý do tế nhị, anh em muốn biết lý do thì mong anh em cứ nhắn tin chia sẻ. Em sẵn sàng là chia sẻ những cái thông tin đó cho anh em nghe ha. Thì cái chuyện mà mua bán làm ăn hàng bãi hoặc là những cái sản phẩm mà nó nhạy cảm á, mong anh em thông cảm. À, anh em cũng xin lần đừng có những cái comment mà bất lịch sự, em là giấu giá hay như thế nào ha. Đó, mong anh em thông cảm và thấu hiểu được cái chuyện mua bán của em ha. Rồi, tiếp theo mã số 6 em lên là một cây cần 1 phần 4 nha. Đây là một cây cần 1 phần 4 xài lướt 98-99% nha anh em. Cái này là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm của Snap-on ha. Thì Snap-on nó sản xuất vào, nó thành lập vào năm 1920 ha. Thì cái cây này nó sản xuất vào năm 2020 ha anh em. Đó, đúng 100 năm của Snap-on ha. Cây này là cây 1 phần 4, đầu gật gù nha. Cán là cán nhựa mềm ha anh em. Chiều dài của cây này là 20,5 cm nha. 20,5 cm, đầu 1 phần 4. Đó. Mã của cây này là THLF 72 ha. Đó, anh em tra mã cho kỹ nha, THLF72. Đặc biệt cái mã anh em bấm ra nó sẽ xuất hiện ra một cái cây 1 phần 4 loại thường thôi nha. Nó không có chữ 100 năm nằm phía trên đầu này nha anh em. Anh em lưu ý ha. Này nó dính gì chứ không phải là bị chày bị lỗi gì nha anh em. Đó, đầu 1 phần 4 ha. Đầu gật gù nha. Gù lên xuống ha. Những cái phiên bản mà kỷ niệm của Snap-on á, là họ sản xuất có giới hạn, có số lượng á anh em, chứ không phải là nó họ sản xuất đại trà nhiều đó để phân bổ toàn thế giới ha. Những cây này rất hiếm nha anh em. Mã số 6, cán là còn nguyên vẹn hết nha. Mã số 6 em đang để với giá trên 2 triệu nha. Đó, anh em ít bao nhiêu á anh em cứ liên hệ với em ha, em sẵn sàng báo giá cho anh em biết nha. Rồi, tiếp theo mã số 7 là một cây cần 1 phần 2 ha. Cái này nó của hãng Sunkey nha anh em. Sunkey ha. Đó, đầu 1 phần 2. Hoạt động tốt nha anh em. Đảo chiều hoạt động tốt nha. Không có lỗi tật gì nha. Đó. Chiều dài của cái cần này là 25 cm nha. 25 cm. Mã số 7, cây này em đang để với giá 250k nha. Anh em cứ mạnh dạn inbox hoặc là nhắn tin cho em ha. Em sẵn sàng trả lời tất cả các tin nhắn của anh em gửi em ha. Chứ anh em đừng ngại hỏi giá như thế nào hoặc là cái sản phẩm Snap tại sao có giá cao hay là em không báo giá trực tiếp ở trên YouTube ha. Đó. Cứ anh em cứ hỏi thoải mái, em trả lời anh em từng món ha. Rồi, tiếp theo mã số 8.
Mã số 8 là một cây kìm bấm của Varip nha. Cây này là hàng neo 100% nha anh em. Đó, mấy anh USA ha. Cái này là size 7 inch 7CR nha anh em. Mới 100% ha, nước si là anh em thấy ha, sáng trưng rồi nha. Peterson ha. Đó, chữ nghĩa này kia là rõ ràng nha anh em. Mới 100% nha. Chưa có dấu kẹp nữa nha. Rồi cái này nó có chiều dài là 18 cm hả anh em. Mới chát luôn ha. Đó, nó xì sáng trưng rồi nha anh em. Kể cả cái lò xo phía trong anh em thấy sáng trưng nha. Đó, có rỉ sáng gì ha. Mã số 8 cây này em đang để với giá là 900k nha. Tiếp theo mã số 9 là một cây kìm bấm của hãng Aigo nha. Cây này size 10 inch. Aigo Japan hả anh em. Ngàm cây này là ngàm thẳng hả anh em. Ngàm thẳng nha. Chiều dài của cái cây kìm bấm này là 22,5 cm nha. Có qua sử dụng rồi cho nên là ngàm nó cấn cấn chúng díu nha anh em. Đó. Nói chung là còn ổn nha anh em. Đó, không vấn đề gì hết nha. Mã số 9 cây này em đang để với giá là 400k nha. Tiếp theo mã số 10 là một cái cây mỏ lết tự động nha. Cây này nó của hãng Swiss Tool nha anh em. Swiss Tool ha. Đó, chữ nghĩa này kia là nó bị chóc mình nha anh em. Đó, dáng cây này là dáng của Swiss Tool ha. Mỏ lết tự động nha. Cây này nó có chiều dài là 25 cm nha. 25 cm. Ngàm không có dấu cấn nha anh em. Đó, ngàm còn đẹp nha. Đó, ngàm trên ha. Rồi anh em gạt xuống cái phần on ha. Rồi lúc này cái cây mỏ lết này nó sẽ trở thành là tự động nha. Thì khi anh em siết vào ha, siết vào ha là nó vẫn giữ cái ngàm bình thường ha, mà khi anh em nhả ra thì cái ngàm này nó sẽ giật lùi ra nè. Đó anh em thấy không? Đó, nó sẽ giật lùi ra ha. Lúc này nó sẽ nới lỏng cái con đai ốc ha. Và anh em tiếp tục anh em xoay tiếp đó là cái ngàm phía trên này nó sẽ bám cái ngàm tiếp theo của cái con ốc đó ha. Và lúc đó anh em siết siết lại vào là cái ngàm nó vẫn giữ chặt nha. Vẫn giữ chặt. Đó, lúc nhả ra là cái này nó sẽ thụt lùi lại ha. Ngàm nó sẽ thụt ra. Đó, rất là tiện dụng nha. Đây là chữ on anh em dùng trong tự động nha. Còn nếu anh em mà không dùng tự động anh em gạt lên off ha. Đó, lúc này là không không giật ra được nha anh em. Đó. Rồi cái này nó ngàm mở tối đa. Ngàm mở tối đa của nó là 37 mm nha. 37 mm, chiều dài là 25 cm ha. Đó, mở ra vô nhẹ nhàng nha anh em. Ngàm có dấu cấn ha. Đó, ngàm sát luôn ha. Bao đẹp nha. Mã số 10 cây này em đang để với giá là 550k nha. Rồi tiếp theo mã 11 em lên là một cặp nha. Hai cây mỏ lết Baco Eagle nha anh em. Một cây 6 inch và cây 8 inch ha. 68. Dòng Baco Eagle ha anh em. Baco Eagle loại này khá hiếm ở hàng bãi nha anh em. Hàng bãi săn cái loại này rất là khó nha. Đó, 6 inch ha anh em, size 150 mm ha.
Rồi cây này nó có chiều dài là 15,5 cm nha. 15,5 cm. Ngàm của cây này nó mở được là 21 nha anh em. 21 mili ha. 21 mili. Rồi cây này là cây size 200 mili ha. Đó, ngàm nó mở số đến 27 nha anh em. 27 nha, nó ghi sẵn luôn ha. Made in Sweden nha. Cái này nó có chiều dài là 20,5 cm ha. Rồi ngàm của nó mở được là 27 mm nha anh em, đúng luôn nha, 27 mm. Mã số 11, cặp mã lết của Baco Eagle ha. Em đang để với giá là 600k nha. Tiếp theo mã số 12 ha. Là một cái cây mẫu quạ size 300 mm nha anh em. Thì cái clip trước em lên một cái cây dài 41 cm. 41 cm thì cái cây này nó cũng giống như cây đó luôn nha, nhưng mà nó ngắn hơn ha anh em. Chiều dài của nó là 31 cm ha. Tới cái mí luôn là 31 cm nha anh em. 31, nó ngắn hơn cây kia 10 cm ha. Đó, cũng là mới ken xà beng luôn, chưa chưa xài nha anh em. Hàng này là hàng tồn nhà máy nha anh em, hàng tồn nhà máy cho nên là nó có cái chữ này thôi ha, còn cái chữ mà hãng, tên hãng là không có nha. Đó, size này size 300 mm ha, ngàm còn đẹp len ken luôn nha anh em, mới chưa xài mà. Đó, oxy sẵn chân rồi nha. Rồi cái cây này cái độ mở của nó là 50 mm nha, 50 mm. Cái cây trước của nó là nó mở hơn 100 nha anh em, mở hơn 100 ha, còn cái này là chỉ được 50 mm thôi nha. Đó, mấy kỳ mẫu quả này là bên ống nước là hết bài luôn nha anh em, mất kèn luôn ha. Sao bên đàng hoàng nha anh em, chữ này là chữ khắc chứ không phải là chữ laser ha. Đó, anh em lưu ý nha. Mã số 12 cây này em đang để với giá là 300k nha. 300k em bao ship ha. Rồi, mã số 13 là một cái cây mẫu quạ mini ha. Đó, mini ha anh em, lọt lòng 4 ngón tay ha. Cái này của top nha anh em. Mã cái này là HB 130 ha. Đó. Cán màu đen luôn ha, cái này nó cũng là hàng new luôn nha anh em, mới chưa xài luôn nha. Đó, mini nhỏ xíu rồi nha anh em. Đó, không có dấu cấn gì ha. Rồi cái này nó có chiều dài là 13 cm nha anh em, dài 13 cm ha. Ngàm mở được là tầm 17 nha, 17 mm nha anh em. Ngàm mở được là 17 mm ha, nhỏ xíu xíu rồi nha. Cái này là mini dễ thương ha. Đó. Mã số 13, cái này em đang để với giá 150k nha. Mã 14 là một cây kìm điện. Cái này nó của hãng IRK nha anh em. IRK Japan ha. Cái hãng này tên hơi bị lạ lạ nha anh em. Nhưng mà cái kìm này là giống như một cái kìm mà
bên công nghiệp nặng á. Cái dáng kềm của cây này nhìn rất là chắc chắn nha anh em. Nhìn rất chắc chắn nha. Phía dưới này á, là nó có ren luôn ha anh em. Có răng luôn nha. Đó hai bên luôn ha. Lưỡi cắt khít luôn nha anh em. Đó, lưỡi màu đẹp luôn nha. Rồi cây này nó có chiều dài là 21 cm ha anh em. 21 cm. Mã số 14 nha. Cây này em đang để với giá là 200k nha. Tiếp theo mã số 15 là một cái cây kiềm điện của hãng Mary nha anh em. Rồi cái này nó có chiều dài là 21.5 cm ha. 21.5 cm. Lưỡi cắt khít nha anh em. Của Mary ha. Mã số 15. Cái kiềm điện này em đang để với giá là 200k luôn nha. Mã số 16 á, là một cái cây kiềm mỏ nhọn nha. Cây này em về vệ sinh là bay mất cái hiệu rồi, cái hiệu nhìn không ra nha anh em. Đó. Cây này là khá dài nha. Chiều dài của cái kiềm này là 28 cm nha anh em. Dài 28 cm ha. Kiềm mỏ nhọn này phía trước này nó có răng nha, nguyên hàng răng luôn á anh em. Đó. Răng cỏ không có dấu cấn nha. Mặt còn lại nè. Đó, răng cỏ còn đẹp ha. Hoạt động nhẹ nhàng nha anh em. Đó, cán là cán màu đỏ ha. Cầm rất êm nha, cán còn đẹp nha anh em. Đó. Mã 16 cái kìm mỏ nhọn dài 28 cm. Cái này em đang để với giá 200k nha. Mã số 17 là một cái kìm cắt của hãng Mary nha. Lưỡi cắt khít nha anh em. Rồi cái này nó có chiều dài là 16 cm nha. Dài 16 cm. Mã số 17. Cái này em đang để với giá là 150k nha. Rồi tiếp theo mã số 18 là một cái kìm. Cái hiệu của nó là Welper nha anh em. Welper IS50 ha. IS50 cái này là của Nhật nha anh em. Thì thông tin tìm hiểu ở trên mạng Google á, cái cây này là một cây kìm gọi là cây kìm hàng mic, hàng mic nha anh em. Nghĩa là nó có hai cái chỗ mà anh em kẹp cái ống tròn nè, ngay vị trí này và vị trí dưới này ha. Hai cái đầu bên này là anh em dùng để gõ sỉ nha. Dùng búa búa gõ sỉ ha anh em. Đầu này đầu kẹp nhọn ha. Đó. Có lưỡi cắt luôn nha. Đó, lưỡi cắt khít luôn ha. Cái lò xo này là lò xo trợ lực nha anh em. Lò xo trợ lực thì nó kết cấu tạo của nó là nó gắn như thế này nha. Không phải là lò xo này bị gãy bị đứt nha anh em. Đó anh em nhìn kỹ nha. Cái má bên đây á là cái lỗ của nó là nó cạn ha. Nó chỉ lõm vô như thế này thôi ha. Thì khi anh em được bóp vào á ha, nó sẽ bung ra để nó trợ lực nha. Không phải lò xo bị gãy ha. Zin của nó là như thế này nha anh em. Đó anh em lưu ý nha. Kìm này là kìm hàng mít ha,
Anh em lưu ý nha, anh em cứ bấm cái mã này nè, Wafer nè, IS50 ha, thì nó sẽ ra thông tin của cái kìm này nha. Rồi chiều dài của cái kìm này là 21 cm nha. 21 cm. Kìm còn rất đẹp nha anh em. Rất đẹp ha. Đó, đầu kẹp nhọn nè. Có cái cán thì nó hơi xấu chút xíu thôi nha, không ảnh hưởng nữa nha anh em. Đó. Nó có nhiều cái chức năng để anh em sử dụng ha. Đó. Hoặc anh em không sử dụng bên hàng mít thì anh em có thể dùng vào việc khác cũng được nha, tùy ý ha. Mã số 18 cái này em đang để với giá là 220k nha. Hàng mít này nha anh em. Đó. Mã số 19 á, là một cái kéo cắt tôn ha. Cái này nó của hãng Techkey nha anh em, C240 ha. Kiểu dáng nó giống như Mitsubishi nha anh em. Đó, cái này còn đẹp nha. Đẹp len ken luôn nha anh em. Đó, lưỡi cắt này. Lưỡi còn nguyên vẹn nha. Cắt thử cho anh em xem ha. Em không có tôn nha, anh em thông cảm ha. Đó. Cắt tới đâu là đứt tới đó nha anh em. Đó, ngay cái phía đầu là rất là bén ha. Đứt hết nha anh em. Lưỡi là còn nguyên vẹn hết nha, không có bị mẻ bị nứt gì nha anh em. Chiều dài của cây kéo này là 25 cm nha. Dài 25 cm. Mã số 19. Đẹp len ken luôn nha anh em. Giống như mới chưa xài luôn ha. Em đang để với giá 250k nha. Mã số 20. Mã số 20 là một cái súng rửa xe nha. Cái này tuy cũ nhưng mà hoạt động tốt nha anh em. Cái này là mã là RL20 ha, made in Italy nha. Công suất của cái này là 223 nha, tương đương là 3.200 PSI ha. Đó, nhiệt độ tối đa là 180 độ C cho đến 320 ha. Đó. 30 lít trên phút. Anh em nhìn kỹ công suất nha. Nghĩa là cái máy của anh em phải đạt công suất này á, thì cây súng này nó mới 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 tối ưu được cái sức mạnh của nó nha. Nếu anh em dùng một cái máy yếu ha, dùng cây súng này là em nói trước là xịt nó ra hơi yếu đó nha, cái lực nước nó yếu nha. Đó, ren của nó nè. Ngay vị trí này anh em có thể khóa khóa cò ha. Đó, khóa cò không bóp vào được nha. Đặt lên nè. Đó, anh em sử dụng bóp cò ha. Khá dài nha anh em. Cây này khá dài ha. Chiều dài từ ngoài mũi phiên trước ra tiếp sau là tầm 60 cm nha. Dài 60 cm đó anh em. Chỗ để anh em điều chỉnh cái tia nước ha. Nhẹ nhàng nha. Không vấn đề gì hết nha anh em. Ví dụ như một cái súng mà xịt rửa xe như thế này ha. Trường hợp mà anh em mà lực yếu nước ha thì anh em kiểm tra lại cái nguồn nước ha, hoặc là cái lưới lọc của mình. Ví dụ như nguồn nước của mình nó có cát hoặc có sỏi gì đó nó dơ ha, thì nó sẽ vào cái máy của mình, nó hư những cái thiết bị phía trong của cái máy ha. Chứ còn cái súng là đa số rất là khó hư nha anh em. Những cái súng rửa xe như thế này khó hư ha. Đó, chiều dài là 60 cm nha. Súng này của Ý nha anh em, lưu ý nha, R là L20 nha. Mã số 20 cây này em đang để với giá là 750k nha.
mã số 21 là một cái súng xịt hơi nha. Editor hả anh em, Osaka. Cái này của Nhật nha. Cái này còn rất là đẹp nha anh em. Còn rất đẹp nha. Nhôm của nó là còn nguyên vẹn hết nha. Đó, em test hơi thử cho anh em xem nha. Đây. Đó, hoạt động tốt. Hoạt động tốt không xì nha anh em. Bao đẹp luôn, cái súng này bao đẹp nha. Nguyên vẹn hết nha. Cầm rất là chắc tay nha anh em. Cái này cầm chất chắc tay ha, rất là dày dặn nha. Mã số 21, cái này em đang để với giá là 300k nha. Mã 22. Mã 22 là một cái đầu bơm bánh xe nha. Lưu ý cái này là bơm ô tô là hết bài nha anh em. Còn bơm xe máy nó hơi vướng chút xíu nha. Đó, anh em lưu ý lựa chọn cái sản phẩm của mình mua nha. Đó, em khuyến cáo để anh em mua sản phẩm cho nó phù hợp ha. Đó, tiếp hơi này nha anh em. Không có xị đâu nha. Hơi hoạt động hai đầu đều tốt nha anh em. Cả hai đầu đều tốt nha. Không có vấn đề gì hết nha. Cái đầu đuôi đực này là nó liền vào đây luôn nha anh em. Không phải là cái dạng mà rời ha. Cây này nó có chiều dài là 16 cm nha, gần 16 ha anh em. Mã 22, cây này em đang để với giá 200k nha. Mã 23. Mã 23 là một cái con điều tóc nha. Thì em có được hai con. Hai con. Đó, em quấn keo non để em test nha anh em. Còn cái này là cái mẫu để em test hơi trực tiếp trên YouTube để anh em xem, anh em biết được là nó không có xì ha. Thì cái con điều tóc này á, cái đầu bên đây là cái đầu anh em gắn cái con đuôi đực vào nha. Còn đầu này là anh em gắn vào thiết bị ha. Vì sao ở đây nó có lưới á, là để nó lọc nha anh em, lọc bụi nha. Lọc bụi nó không có cái gì nó vào cái đồ thiết bị của mình ha. Đó, low và open ha. Đó, anh em điều tóc gần vị trí này nha. Thì bây giờ em test hơi cho con này cho anh em xem nha. Đó. Đây, em gắn súng xịt hơi vào nè. Đôi khi có những cái thứ mà anh em có thể anh em điều tóc làm cho cái tốc độ của nó chậm lại hoặc là nó yếu đi ha. Đó, thì bây giờ là đây. Đây là hơi bình thường ha anh em. Hơi bình thường nha. Đó anh em. Đó, lúc này là siết về lâu nè. Đó là đóng lại nha. Là bóp cò không ra hơi nha anh em. Đó anh em lưu ý ha, nhìn kỹ nha. Không có hơi ha. Thì anh em vặn nhẹ vào. Anh em vặn nhẹ ra là lúc này có hơi nè. Hơi nó nhỏ thôi nha anh em. Đó, anh em dặn lớn lên. Dặn lớn hết là lúc này là hơi nó sẽ mạnh nha. Đó. Ví dụ như là anh em dùng cái những cái mài nhám ha. Anh em cần cái tóc chậm ha. Tóc chậm thì có cái con điều tóc này nó rất tiện dụng nha. Đó. Ngắn thôi nha anh em, con điều tóc này rất rất gọn nha, thân bằng nhôm ha, thân bằng nhôm, dài nó chỉ tầm 3,5 cm thôi nha. Cả hai con em test hết rồi, nó không xì nha, không xì đâu nha, hoạt động tốt nha anh em, điều tóc là tốt ha. Mã 23, điều tóc em đang để với giá là 150k một con nha, hai con là 300 nha anh em. Anh em mua ba con thì xin lỗi, mua hai con thì em bao ship ha. Đó. Cái này là em bán điều tóc thôi nha anh em. Còn cái đầu co hay là nói nhanh hay con đuôi đực là em có bán nha. Cái này là em để mẫu để em test cho anh em xem thôi ha. Tiếp theo mã 24.
Mã 24 em có 3 con nối nhanh nha. 3 con nối nhanh này đều của hãng Nitto nha. Đây là con đuôi chuột dây 8 nha anh em. Nitto nè, Nitto Koki ha. Tokyo Japan nha. Con này là đẹp lên keng luôn nha anh em. Test hơi rồi nha anh em, không xì nha. Test hết rồi đó. Rồi con tiếp theo, con này cũng là con Nitto ha. Đó, Nitto Koki ha. Con này cũng là đuôi chuột dây 8 luôn nha. Hai cái mẫu khác nhau, cùng một hãng nhưng mà hai mẫu khác ha. Vẫn xài bình thường nha anh em. Rồi con này là cái con ren trong 13 ha. Ren trong 13. Nitto Koki ha. Đó, con này là lẹp len keng luôn nha. Ba con nói nhanh, thông dụng nha anh em. Dây 8 và ren trong 13. Mã 24 em đang để với giá là 100k một con nha. Mã 25 là một cái cây cờ lê lực nha. Cây này cây 14 x 180 kF trên cm nha. Đó. Số 14 ha anh em. Chiều dài của cây cờ lê này là 20 cm nha. 20,5 cm của Canon nha anh em. Canon ha. Ngàm còn đẹp nha. Cán này cán cầm cao su ha. Mã 25 cái cờ lê lực của Canon em đang để với giá 250k nha. Mã 26 là một cây cờ lê lực số 32 nha anh em. Cái này của Tonichi ha. 32 x 670 ha. SSB x 480. Đó. Mũi tên là cái chiều mở ha anh em. Chiều siết. Đó. Rồi cái này nó có chiều dài là 33 cm nha. 33 cm. 33 cm ha anh em. Đó, số lớn cần cái chiều dài ha. Mã số 26 cái này em đang để với giá 350k nha. Mã số 27, 27 là một cái cây cờ lê, một cây cờ lê trồng nha. Cây này của top, số là 17 và số 19 nha. 17 và 19 ha. Mới keng luôn nha anh em, cây này mới keng luôn nha. Loại cờ lê thẳng nha anh em. Này thẳng nha, nó không có độ nghiêng nha. Cây này nó có chiều dài là 22 cm nha. Đầu tự động hoạt động tốt nha anh em. Đảo chiều cũng ok ha. Đó, hai bên đều tốt hết nha. Không có vấn đề gì ha. Răng cỏ còn bao đẹp nha. Cái này mới giống như chưa xài nha anh em. Mã 27 cây này em đang để với giá là 200k nha. Mã 28 hai cây cờ lê điếu nha. Gồm có số 10 và số 12 nha anh em. Số 10 á, là của Ton, số 12 của Aigo ha. Đó. Đầu này là đầu vòng miệng nha anh em. Đầu vòng miệng ha. Đó, có chữ Japan hết nha. Rồi còn cái đầu này là đầu điếu nha. Điếu 12 cạnh ha. Gật gù nha anh em. Hai số này là hai số thông dụng nha anh em. 10 12 ha. Hai cây. Mã 28 em đang để với giá 280k một cặp nha. Mã 29 là một cây dao. Một cây dao mini nha. Đó. Cây này là Stylo Seto. Đó, Suzicon Japan ha. Lưỡi bao đẹp luôn nha anh em. Cán này là cán xương nha.
Cán xương nha anh em, ốp ốp xương ha, thép không rỉ nha anh em. Rồi chiều dài của cái cây này là 15 cm nha, 15 cm. Cây này á là anh em vừa để cái mũi thẳng nha, mũi thẳng như thế này, hoặc anh em có thể dùng như thế này, anh em bóp ngay vị trí này nè, ấn vô đó, anh em đưa cái mũi về đó, ngay cái cốc anh em, là lúc này nó sẽ cầm một cái tê nha đó. Thì lúc này nó có chiều dài là 12 cm thôi nha. Nếu mà anh em để cái lưỡi thẳng á, là 15 ha. Còn nếu mà chữ T như thế này là còn 12 nha. Đây là một cái hàng hàng xưa hàng cổ nha em. Thông tin của cái này hàng cổ nha. Lưỡi bao đẹp luôn ha. Đó, anh em dùng như thế này ha. Đẹp đen keng nha anh em. Những cái vị trí này là bằng đồng nha. Đó. Rồi anh em trả về, anh em nhấn chỗ này ha. Đó. Mã số 29, cây dao này em đang để với giá là 450k nha. Mã 30 là một cái dao sinh tồn nha. Cây này là Wheel Boy 6 nha. Wheel Boy 6. Cái phần này là một cái la bàn nha anh em. Đó là bàn ha. Mặt bên đây là một cái đá để anh em mài dao nha. Đá đá mịn nha anh em. Cái này là một cái dao của Nhật nha. Dao sinh tồn của Nhật ha. Vị trí này là anh em xỏ dây để đeo bên hông ha. Hoặc dây nịt của mình ha. Đó. Đây là một cái dao sinh tồn. Nó hoạt động là săn bắt hoặc là outing anh em. Outing là ngoài trời ha. Đó, 2C stainless là cái thép carbon cao ha, cao cấp ha. Ngay chỗ này là anh em khui bi hoặc là mở nắp gì đó ha. Đó, ngay chỗ này là răng cưa nha. Cái này bén lắm nha anh em. Lưỡi là còn nguyên nha, không có mẻ cấn vào chỗ nào nha anh em. Rồi chiều dài của cái dao này là 21,5 cm ha. Đẹp len ken luôn nha anh em. Chỗ này là chỗ anh em mài dao nha. Ví dụ như con bàn dao nó bị cùng ha, anh em có thể mài nha. Rồi đưa vào hộp á, thì nó có tổng chiều dài là 22,5 cm ha. 22,5 cm. Mã số 30. Cái dao này em đang để với giá là 500k nha. Mã số 31 là một cái kéo bếp nha anh em. Cái này nó hiệu là cây nha. Đó, mấy Japan ha. Cái tay cầm này là cầm cao su ha. Anh em cầm nó rất là êm tay nha. Đó, thiết kế nguyên cái hình tròn luôn nha. Cây này đặc biệt á, anh em có thể tháo rời ra làm thành một con dao nha. Đó, anh em đưa về ngay cái khớp của nó ha. Và anh em mở ra nha. Đó. Cái lưỡi cắt của nó là nó chống, nó có răng cưa là nó chống trượt nha anh em. Ví dụ như anh em cắt gà ha, cái phần da của con gà nó rất là trơn nha, thì cái dao này anh em cắt là không bao giờ mà nó trượt nha, về phía trước nha, cắt tới đâu là nó giữ tới đó ha anh em. Đó, này là anh em có thể dùng thành một con dao ha. Đó, anh em cắt, anh em dùng lưỡi này hoặc là lưỡi này tùy ý nha. Thì cái bên này á, là cái phần răng cưa, còn bên đây là nó láng luôn nha. Bên đây không có răng cưa ha anh em. Đó. Thép không rỉ nha, còn sáng trưng nha anh em. Rồi anh em đưa về vị trí ngay này ha. Ngay ngàn. Đó. Tổng lại thôi. Rất bén nha anh em. Kéo cắt rất bén nha.
cắt rất là bén nha anh em. Chiều dài của cái kéo này là 21 cm ha, 21 cm mới ken luôn nha. Mã 31 cây này em đang để với giá là 200k nha. Mã số 32 là một cái bộ lục giác của BB nha. Bộ này hàng bãi nha anh em. Nó nằm bãi cho nên là nó có những cái vị trí mà nó bị chóc cái lớp xi ha anh em. Nhưng mà cái đầu lục giác là vẫn xài hoạt động tốt nha. Đây là cây 8 ly nha. 8 ly. Switch Meta BB. Mũi của nó nè. Mũi cạnh này kia là còn ổn hết nha anh em. Bao đẹp nha. Không có cứng móp gì ha. Rồi cây thứ hai á là cây 6 ly nha. 6 ly. Đó, Swiss Made. Một cái bộ lục giác mà của BB mà hàng new nha anh em. Nó có giá là toàn là từ trên 1,5 triệu thôi nha. Không bao giờ mà có giá thấp hơn ha. Đó, Swiss Made nè. Cây này là cây 5 ly nha. Mỗi cây nào cũng đẹp nha anh em. Anh em yên tâm nha. Rồi hai cây. Đây là cây 4 và cây 3 ly nha. Bốn ba ly. Ba ly nè. Và những cây cuối nha anh em. Những cây cuối là gồm có 2.5, 2 ly và 1.5 nha. Nó còn cái cây cây 2.5 á là nó còn được cái chữ BB ha. Còn mấy cây kia là nó nhỏ quá cho nên là nó khắc không nổi nữa nha anh em. Đó. Cây 2 ly cũng còn chữ BB nè. Còn cây 1.5 là thua ha. Mỗi là còn ok hết nha anh em yên tâm ha. Đó. Tổng là 2, 4, 6, 8 cây nha, nha anh em. 8 cây ha. Từ 1.5 cho tới số 8 ly ha. Đó. Rồi chiều dài của cây 8 ly là 21 cm nha. Cây 6 ly là 19 cm. Cây 5 ly là 17 cm ha. 4 ly là 15 cm. 3 ly là 13 cm. 2 ly là 11.5 cm. Và hai cây cuối kia là 9 cm và 8 cm ha. Đó. Mã số 32, bộ này em đang để với giá 250k nha. Rồi tiếp theo mã số 33 ha. Mã 33 là 8 cây ha anh em. 8 cây lục giác. Khẩu là khẩu 3/8 nha. Mới 100% ha anh em. 3/8 nha. Lục giác bi size dài. Đó, đầu bi ha. Gồm có các size như sau: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Nó không có mũi
2.5, 2 ly và 1.5 nha. Bộ này là em cố gắng em săn lắm rồi nha anh em, chỉ có từ 3 ly cho đến 10 thôi nha. Rồi em giới thiệu với anh em là đầu tiên là hai cây là 9 và 10 nha. Đây là bộ lục giác của hãng A nha anh em. A là một cái hãng chuyên sản xuất lục giác của Nhật nha. Đó, khắc chìm hết nha, không phải là laser ha anh em. Đầu là chưa có dấu cắm vô luôn nha anh em, mới 100% ha. Đây là đầu bi nha. Đó, sáng trưng nha. Rồi, cây 10 ly nó có chiều dài là 15 cm. Cây 9 ly nó có chiều dài là 15 cm luôn nha. Đây là những cây nó có chiều dài chung một size nha anh em. Dài 15 cm hết nha. Đó, 9, 10 ha. Rồi tiếp theo là 7, 8 nha. Đó. 7, 8 ha. Đó. Đó, lọt lòng phía trong là anh em thấy mới chát luôn ha. Đây em đo thử anh em xem nha, 15 cm ha. Có chiều dài là 15 cm toàn bộ luôn nha. Rồi tiếp theo á là cây 56 nha. 56 ha. Đó, 5 ly 6 ly ha, Japan đàng hoàng nha anh em. 3 phần 8. Rồi hai cây cuối cùng á là cây 3 và cây 4 ly ha. Đó, 3 4 nè. Đó. Sa bên ha. Em ngồi là em lục kiếm cây 2 ly hoặc là 1.5 kiếm không ra nha anh em. Nó chỉ là đến 3 và đến 10 thôi nha. 3 ly đến 10 ly ha. Tổng tất cả là dài là 15 cm ha. Số là từ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. 8 cây nha anh em. Mới 100% nha. Khẩu là khẩu 3 phần 8 ha. Mã 33. Em đang để với giá là 500k bộ này nha. Rồi mã số 34 là một cây búa ha. Cây này là búa thép trắng nha anh em. Dùng trong cái việc mà anh em làm mấy cái việc nhỏ nhỏ ha. Đó, thép trắng này. Mấy chữ này em không biết chữ chữ gì luôn ha. Đó, hai bên đều có chữ hết nha anh em. Rồi chiều dài của cái búa này là 22.5 cm ha. Chiều rộng búa là 8.5 cm ha. Còn cái mặt búa nó có chiều rộng là 15 cm nha. Ấy lộn, xin lỗi, 15 mm nha. 15 mm. Cân nặng của cái búa này là 100 gram nha anh em, hơn 100 gram nha. Anh em dùng trong mấy cái việc nhỏ nhỏ ha. Ví dụ như làm bạc hoặc là làm vàng kim hoàn ha. Đó. Thép trắng ha. Mã 34. Em đang để với giá 100k nha. Mã số 35 là một cây vít đóng nha. Cây vít đóng này nó của hãng Mirror nha anh em. Mirror của KTC, dòng sản phẩm cao cấp của KTC ha. Thì cái cán này nó bị tróc như thế này ha, cho nên là mất cái hiệu. Nhưng mà cái hiệu em nói là chính xác nha anh em, yên tâm nha. Em bán hàng là em bán không bao giờ có chuyện lừa đảo anh em ha. Đầu này là đầu BH2 nha. Vít đóng ha. Có qua sử dụng rồi cho nên có dấu nha anh em. Đó, dấu gõ ha. Cán này là cán gỗ nha. Vị trí này là vị trí anh em đưa cái cờ lê vào để trợ lực ha. Đó. Chiều dài của cây này là 22.5 cm ha. 22.5 cm. Dòng sản phẩm cao cấp của KTC nha, hãng Mirror. Đó, mũi BH2 ha. Đó, mũi còn đẹp nha anh em. Dòng sản phẩm này là anh em lên mạng mà anh em tìm hiểu cái bộ này tương tự như cái cán này luôn, nhưng mà cái hiệu là Neprot nha. Neprot là một cái sản phẩm cao cấp của hãng KTC của Nhật ha. Thì cái Neprot nó là gọi nôm na là Snap-on châu Á ha. Nó là một cái dòng sản phẩm cao cấp của Nhật. Chất liệu sản phẩm của họ làm rất là đẹp nha anh em.
và cái giá cũng rất là cao ha. Giá có thể còn một cái sản phẩm tương đương với Snap-on, giá của họ có thể cao hơn Snap-on luôn nha. Đó, đây này là vít đóng ha, mã 35, em đang để với giá 150k nha. Rồi, chân thành cảm ơn anh em đã nhấn chút thời gian theo dõi clip của em ngày hôm nay ha. Thì trong quá trình theo dõi clip, anh em có thắc mắc về những món nào hoặc có những sản phẩm mà em chưa báo giá ha, ví dụ như là những cái cần của Snap-on ha, thì anh em liên hệ cho em qua số điện thoại 0937 009 112, em tên Sang nha, hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha, sẵn sàng báo giá cho anh em những cái sản phẩm mà em chưa báo giá trong video ha. Đó, có những cái lời tâm sự của em ở đầu clip, mong anh em thấu hiểu và chia sẻ cái việc mua bán của em ha. Rồi, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo vào đầu tuần sau nha. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em nha.